Quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức Covid-19 mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Cảm ơn quý khán giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống trong thời gian qua. Bằng những thông tin nhanh, chuẩn xác và thời sự, kênh YouTube Báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế tự tin gửi tới quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất về tình hình dịch bệnh trên cả nước. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng Huyền Trang đến với những tin tức đầu tiên. Vừa qua, địa phương ghi nhận thêm 92 ca mắc COVID-19 mới. Trong số này, riêng tại ổ dịch ở xã Trà Mai, huyện Nam Trà My có 68 ca, trong đó 61 ca là học sinh, 3 ca là F1, 4 trường hợp là cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Trà Mai. Ngành y tế nhận định ổ dịch tại Nam Trà My phức tạp, lây nhiễm qua nhiều chu kỳ. Lực lượng chức năng nỗ lực xuyên đêm truy vết F1, F2 có liên quan Trước tình hình phức tạp tại ổ dịch huyện Nam Trà My, Sở Y tế Quảng Nam đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch tại các huyện, thị xã, thành phố thực hiện phương án cách ly, theo dõi đối với người đã đi đến trở về từ huyện Nam Trà My chưa qua 21 ngày kể từ ngày 7 tháng 10. Như vậy, từ 18 tháng 7 đến nay, Quảng Nam phát hiện 1.129 ca bệnh COVID-19, trong đó có 195 ca cộng đồng, 649 ca lây nhiễm thứ. Được định vị là một kênh chuyên biệt về y tế, phản ánh toàn diện và cập nhật liên tục thông tin về các vấn đề, sự kiện ở trong nước và quốc tế. Hy vọng thông tin trên cũng giúp quý vị an tâm và tin tưởng quý vị thân mến những tin tức mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và đăng tải trên các nền tảng trực tuyến của báo sức khỏe và đời sống còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại